Mỹ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mỹ đang đứng ở thành phố West Covina. Con đường này là con đường là Heron. Thì á, đoạn đường này á, là nó gần đường Glendora đó, gần chợ là Hồng Kông Market với Westfield Mall của West Covina, cách Freeway 10 khoảng chừng có một mile thôi. Đấy. Phía bên kia đó, bên một block đường á, là West Covina DMV. Đó. Thì á, đây là khung cảnh phía trước của căn nhà này. Đây là phía trước của căn nhà. Đường này thì đường rộng rồi đó, nhưng mà không có sidewalk ha. Rồi á, căn nhà thì quá rộng luôn, bề ngang là ha, coi nè, quá rộng luôn ha. Nhà 2 xe garage attached trong căn nhà, 3 ngủ 2 tắm, 1553 square feet. Giá đòi hỏi bây giờ á là 848.000. Đất á thì nó rộng á là hơn 5.000, hơn 9.500 square feet. Hai xe gaga nó attached trong căn nhà. Mái ngói á, ổ mái á, nhà thì mới có qua một lớp thôi. Vẫn còn tốt ha. Gaga á, cửa gaga á thì là cửa tự động cuốn lên. Đó. Cửa đó là ra đằng sau ha. Nhà có central air. Hot water tank có luôn. Có một cái á, là từ gaga này á, nó không có cửa access vào cho thẳng thẳng vô trong căn nhà. Không. Chủ nhà á, là một là đi đường đường bên đa đường cửa chính, hoặc giả là đi đường đằng sau đó đó. Ok. Đó. Nhà này á thì cái hướng nhà đó là về hướng bắc. Đường ống nước á thì họ đã thay copper hết rồi. Nhà thì có nhà hầm nữa, foundation, cho nên mình bước lên thấy nó cao gáo phải không? Khi mà mình mở cửa ra đó, đây là cái phòng khách nè. Thì phía dưới floor đó là sàn gỗ thiệt. Cái đó là fireplace của phòng khách. Cái đó chỗ bàn ăn ra dinner. Phía sau của bức tường này á là kitchen. Ba phòng ngủ, hai phòng tắm á, đều bên tay phải, bên tay trái của mình hết. Ok. Thì nhà cũng đã sơn lại hết rồi, có molding, crowding rồi có hết. Đường cái á là từ phòng khách này, nếu mà mình nhìn ra ngoài coi, nhìn cái cửa sổ bự, nhìn ra ngoài mình nhìn thấy sân đằng trước luôn nè. Thêm cái nữa đó là từ cái hướng này á, nhà này đó là hướng bắc, cho nên buổi chiều á nắng thì nắng nó dội vào trong cái chỗ gaga đó. Thấy không? Thì nó không có làm cái căn nhà nóng bức oi bức của mùa hè. Đây là phòng khách, cái đó là cái phòng chơi này không? Ngàn gửi qua phía rồi mà. Bếp phía trên á có Skylar. Không, giờ này mình sáng trưng luôn không? Thì cabinet đó là cái cabinet này hồi xưa giờ rồi. Ok. Xin bên đây. Chỗ đó thì nữa để là tủ lạnh. Nhà bếp là hướng bên đó. Ok. Microwave ở trên cái bếp, có cái vent hút lên luôn nha. Chỗ đoạn nhà bếp này á, cái floor đó là bằng gạch. Phía trong đó là để máy giặt máy sấy nè. Máy giặt máy sấy, cabinet có hết. Thì chỗ này mình bước ra đây nè, phải không? Mình sẽ đi vào phòng ngủ. Ok, mình đi vào phòng ngủ phía trước đầu tiên đi ha. Đây, phòng ngủ đầu tiên là phòng ngủ này á, là từ cái window đó mình nhìn ra cái đằng phía trước nè, không? Cái giá đó, 848.000 thì không có bao gồm mấy giường này, mấy giường đèn rồi, họ chỉ trang trí thôi, starting thôi ha. Tủ quần áo á hết. Ceiling á thì không có popcorn, đèn thì có đèn upgrade rồi. Đây nhà tắm đầu tiên. Đấy. Bathtub. Ok.
Thì bát thấp này á thì không có máy hút ha, không có fan. Nhà tắm thứ hai này là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này á thì cũng là sàn á, thì cũng là sàn gỗ. Cửa sổ thì hả cái size nó hơi lớn, về nhà mình phải gắn cái ghềm hoặc giả là play thôi. Đấy. Xung quanh nhà này là hả cửa sổ là không có ghềm cửa gì hết. Đây là cái phòng master nè, đây là phòng master thì có là sliding door closet. Cửa sổ này thì mình nhìn ra đằng sau bát ra. Còn đây là master bathroom nè. Đây, cái này thì có máy hút nè, đèn hút đi chùm luôn. Nhà tắm đứng đó, thì thuận tiện với nhà tắm này đứng nè, thì thuận tiện với cô chú lớn tuổi. Trong nhà này là trên chỗ e này. Dining table. Thì giờ nói chung á là nhà này á thì mình vô á là mình phải gắn ghềm cửa mà hoặc giả cái play. Cái chỗ này á thì phòng sinh hoạt gia đình chơi nói chuyện được cũng được. Fan door nhìn ra đằng sau bát da này không? Đằng sau bát da này cho open patio này. Rồi đằng sau bát da này ha. Thoáng mát ghê ha. Hàng rào tường xung quanh hết trơn rồi, block wall hết rồi. Rồi ha. Cỏ nữa, cỏ xanh tươi nữa không? Mấy cái dừa này nữa. Đây cây ăn trái nè. Ổi, lựu, mãng cầu, chanh, cây phì phà. Ây da, nhiều hả? Cỏ này là cỏ tự động luôn nha. Thì đang đằng sau đây á. Mình nhìn coi. Đằng sau này nhìn yên tĩnh ha. Quá yên tĩnh luôn, thoáng mát. Thì nói chung á căn nhà này á mình về thật sự không có cần upgrade gì nhiều đâu. Kitchen á thì cũng cái condition á thì mình dùng lại được rồi. Sàn thì cũng không đến nỗi nào, cái đó là hardwood mà gỗ thiệt á. Chỉ có là cái cửa sổ thì mình là làm ghềm hoặc giả mình đi mình gắn apply lại thôi. Thì nhà này không có cần làm gì thêm nữa. Giá đòi hỏi của căn nhà này á là 848.000. Khu vực này 848.000 á thì nó hơi cao so với nhà 3 phòng ngủ 2 phòng tắm 1.500, 53 square feet, nhưng mà được cái á là cái đất á hơn 9.500 square feet, bề ngang á rất là rộng rồi. Xung quanh á, là hàng rào tường có hết, mái nhà thì sạch sẽ, còn mới có một lớp thôi. Hai xe gara nó attach vô trong căn nhà nữa, cho nên sau này á từ gara đằng sau, từ cái gara mình kéo ra đó thì mình có thể xin đi view cũng được. Thì 848 thì nó hơi cao, cho nên với giá này á thì mình có thể là bargain lại được. Khu vực này á thì nó yên tĩnh, thoáng mát lắm, thuận tiện nữa. Ra vào freeway 10 chỉ có là một mile thôi. Cách commercial hay là cách cái mall của Westfield, West Covina hay là vừa bước ra là tới rồi, gần DMV nữa, rồi gần gần trường học, rồi gần Hồng Kông Market nữa. Gần bánh mì chè Cali nữa. Phải không? Gần bánh mì chè Cali nữa. Đó, rồi gần nhà hàng Thái nữa. Nói chung là chỗ này rất là thuận tiện ăn uống. Thì nếu như mà cô chú anh chị và các bạn mà có câu hỏi hay thắc mắc gì hay là muốn muốn check căn nhà này thì có thể liên lạc số điện thoại dưới Mỹ, 626 297 7474, 626 297 7474. Mỹ xin chào và tạm biệt, bye bye.